Ấy, tội gì một, có một mình một xe là chính. Đây này, hai bên hai gạt tàn đây. Nhấc hẳn ra, kéo cái ra, không không nhấc, kéo ngang, kéo ngang. Vâng, tôi biết rồi, ờ, đấy, đây, đây, đây. Đây, trong cái xe đầy đống gạt tàn này. Trông nhiều người tưởng cái loa. Vâng, đấy, lúc đầu tiên trông tưởng cái loa. Vâng, rồi. Mình cứ cho cà phê mà mình chưa pha ấy. Vâng. Ừ, thì nó sẽ thơm. Đấy, tóm lại là mình cứ trang bị cho mình dùng. Đấy, cháu thấy có cả máy rửa xe cho nên nãy là cậu mới chơi rửa luôn. Nha. Vừa rửa xong nhé.
đó nhé. Mình cứ không có độ hết cả nguyên xi luôn. Thế thì nó vào vào đây thì nó là cửa ấy. Thế vẫn chưa đá à? Chưa. Đấy. Ghế trên. Rồi ok, đấy, thì cậu về quẳng cái đồ này xuống dưới. Đấy, đang. Alo. Đây em ạ. Chị đang ra sân bay để đi vào. Em chào bác. À, chị đây. Vâng. Bác có nhận ra ai không? Bác có nhận ra ai không đã? Chưa. Thế à, thì chưa nghe thấy. Cái tai nghẹn ngãng rồi, tai em còn điếc hơn tai bác. Tai em bây giờ nghẹn ngãng hơn tai chị nhé. Ôi giời, bây giờ lắm lúc hỏi ăn chưa và chưa chưa ngủ mà. Đấy chị ngãnh ngãng lại nói lại bảo chị chào cháu. Cháu là đang ở chơi bên đấy à? Ok. Rồi nhá, cháu rồi. Rồi rồi, ui giời ơi, sao vui thế nhỉ? Đâu, đưa đây nhìn mợ cái xem nào. Cháu chào mợ. Vâng, xin chào bác. Mợ ở trong này chơi lâu lâu nha. Thế à, đưa bà xuống dưới này chơi đi mười. Ừ thôi để chị sắp xếp để chị ấy đi lên nhá. Rồi đi thì chị đi nhá. Chị đi nhá Hải ơi. Tôi kia vừa không đi được. Hai sắt. Thì lên kia quậy nhá. Đấy cậu vòng đồng lên cửa nhà này quậy. Đúng rồi, thế cái này nó cũng bị, cháu nhìn cậu làm rất khít nhưng mà thực ra lên nó cũng bị không khít. Bị là sao? Tức là cái này nó rộng hơn cái ghế cho nên cháu đang định bóc nó ra. Hả? Cái này nó rộng hơn cái ghế cho nên ngồi lên nó cứ như là ngồi tạm ấy. Cháu đang định bóc nó ra đây. Cái này đẹp không chắc. Không phải, nó hình như cái áo nó rộng hơn. Có cái gì đó. Chả ảnh hưởng gì. Đi nhá. Quan trọng là ơi cậu đi nhá. Cái này là cái gì? Hả? Gà tang. Gà tan thuốc lá của tôi. Cái máy lạnh này rất là thích. Nghe là thoải mái luôn. Thắp dây vào. Nào lại ngồi lên cái dây của tôi đi. Ngồi đâu mà ngồi. Đít to. Ngồi, đít cái thế.